Apple Watch mới ra năm nay cùng với Apple Watch Series 6. Khác với mọi năm, mỗi năm thì Apple sẽ mỗi lần mà ra một cái sản phẩm mới thì họ sẽ giảm giá cái sản phẩm vừa cũ năm vừa rồi để bán song song với cái sản phẩm mới. Còn năm nay thì Apple sẽ ra một cái sản phẩm, nó ra một sản phẩm là Apple Watch SE bán song song với Apple Watch Series 6. Apple Watch SE thì giá rẻ hơn, tốt hơn nhiều so với Apple Watch Series 6. Mặc dù thì nó không có sở hữu những cái tính năng mới nhất như là Apple Watch Series 6, nhưng mà với mức giá là 7.899.000 cho một cái đồng hồ thông minh thì nó tính năng rất là vượt trội so với những watch smartwatch của trên thị trường hiện nay. Trên đây em là Apple Watch SE. Apple Watch SE thì cái chữ watch ở phía trước hộp nó là màu đen, nó khác với Apple Watch Series 6. Series 6 là mặt trắng luôn, khác kiểu màu trắng. Apple Watch SE thì có những tính năng như những dòng Series 4 hoặc Series 5 như là đo nhịp tim, đo bước đi, rồi hỗ trợ những cái thao tác ở trong quá trình mình tập thể thao. Trên tay em là chiếc Apple Watch SE. Đây là bản 40 aluminum, có lớp với lại có cellular là cái biểu tượng. Cái chữ SE nó đỏ lên, nó là bản cellular. Đây là hàng chính hãng của Việt Nam thì có tem phân phối của Apple Việt Nam, mã VN-A. Sự sắp xếp và thiết kế bên trong thì cũng giống như là Apple Watch Series 6. Đây là bảng mặt màu vàng, dây là sport nước. Trong hộp nó có một khay màu vàng, một dây sạc cũng giống như là Apple Watch Series 6 là nó không có cục sạc. Trong hộp Apple Watch SE thì có những cái này. Apple Watch SE thì có chất liệu là aluminum, có 3 màu là màu vàng, màu bạc và màu xám. Về dây thì chúng ta có dây sport đen hoặc là sport lớp, hay là chất liệu sport lớp. Có hai kích thước là 40 với lại 44 mm, giống như là Apple Watch Series 6. Với mức giá là 7.899.000 cho bản 40 mm, bản GPS thì rất là thích hợp cho chúng ta để sử dụng hoặc là để mua làm quà tặng trong các ngày lễ, dịp lễ rất là thích hợp. Ưu điểm của dây lớp là mình có thể siết chặt, nó không có bị hở. Hiện tại ở
NMS đang có đầy đủ các model từ bản GPS cho đến bản cellular. Anh chị có nhu cầu mua Apple Watch hàng chính hãng, mã VN được bảo hành chính hãng tại Việt Nam, vui lòng liên hệ NMS. Bên em có giao hàng tận nơi, nếu anh chị gọi 0778877955 hoặc là có thể đến showroom tụi em để trải nghiệm sản phẩm Apple Watch SE hoặc là CG6 tụi em có sẵn. Em cảm ơn anh chị.